thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì thế, số lượng lao động trong và ngoài thành phố đến làm việc tại hai khu công nghiệp Suối Tre và Long Khánh là rất đông. Do đó, việc xây dựng phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động giúp họ an cư lạc nghiệp và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp địa phương là việc làm cần thiết. Từ ngày vợ chồng con trai dọn vào ở tại khu dự án nhà ở xã hội phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, ban ngày ông Nguyễn Thế Hoàng, một giáo viên đã nghỉ hưu, đều đến phụ con bán hàng. Gia đình con trai ông Hoàng tận dụng tầng dưới làm nơi buôn bán, tăng thêm thu nhập. Một gia đình 4 thành viên sinh sống trong nhà, một trệt, một lầu với diện tích khoảng 96m², ngầm hóa 100% về hạ tầng, là niềm mong ước của nhiều gia đình trẻ, trong đó có gia đình con trai ông. Cái môi trường đầu tiên mà mình thấy á, bên ngoài khá khang trang, đẹp, rồi đường xá cũng rất là tốt, rồi nhà vệ sinh, rồi cho tới mọi cái, rồi phía trên đó là có đây là một cái nhà cho hai vợ chồng ở, rồi á, phía ngoài đó là một cái sân thượng để phơi đồ, hoặc là có thể tắm rửa, hoặc là cái này cái kia, rất là rộng, điều đó mà họ khao khát. Đó, hàng ngày thì họ đi làm, hàng tháng, nhưng mà để có một cái nhà riêng cực kỳ khó. Đó, nếu mà nhà nước không hỗ trợ, nó thực sự là như vậy. Nhất là giới trẻ hôm nay. Đó, thì mong rằng là nếu được như vậy, thì xin nhà nước hỗ trợ thêm nhiều nhà ở xã hội để có thể giúp đỡ cho thế hệ trẻ sau này khi nó có gia đình. Khu dự án nhà ở xã hội phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh có quy mô khoảng 17 hectare. Nằm gần hai khu công nghiệp, ngay trên trục đường chính, nên khá thuận lợi cho người lao động trong và ngoài khu công nghiệp. Do nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, nên có đến 80% người mua nhà tại đây được vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với mức lãi suất chỉ 4,8% trong năm trong vòng 25 năm. Chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế và xây dựng Thành Thắng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, về hạ tầng đã sau 100%. Gần 400 căn nhà liền kề cũng đã xong để mở bán được 2 trong năm nay, mà 200 căn khác đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dù là nhà dành cho người thu nhập thấp, nhưng mật độ xây dựng thấp, xen kẽ là công trình công viên cây xanh. Điều này đảm bảo cung cấp đầy đủ các tiện ích cần thiết cho cư dân. Là một cái dự án nằm trên địa bàn phường Bảo Vinh, thì dự án nhà ở xã hội là một trong những dự án đầu tiên của thành phố Long Khánh, ngầm hóa 100% về hạ tầng. Từ hệ thống điện, hệ thống cáp quang, hệ thống nước, rồi điện chiếu sáng. Đồng thời là dự án đầu tiên mà có khu xử lý nước thải ra đời A. Thì những cái yếu tố trên sẽ tạo ra một cái dự án rất là tốt về cái mỹ quan là thứ nhất. Cái thứ hai về chất lượng cuộc sống cho người dân ở đây. Những công trình nhà ở xã hội vừa đảm bảo cuộc sống an sinh của người dân cũng như đảm bảo tốt chất lượng công trình và nhà ở, vừa hướng đến phát triển hạ tầng không gian đô thị trên địa bàn thành phố văn minh hiện đại. Thì dự án nhà ở xã hội của phường Bảo Vinh thì khi mà quá trình hoàn thiện mà chủ đầu tư mở bán ra thì cũng đảm bảo cái nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, nhà ở xã hội cho công nhân. Thì vừa qua thì việc mà năm 2003 thì chủ đầu tư cũng mở bán và được người lao động, người dân trên địa bàn thành phố rất là hoan nghênh. Và quá trình thì cũng đã tiến hành mở bán hết khoảng 200 căn nhà xã hội. Và sắp tới thì cái việc hoàn thiện các cái căn nhà xã hội còn lại thì chủ đầu tư cũng sẽ mở bán trong thời gian tới. Thì người lao động và người dân trên địa bàn thành phố Long Khánh cũng rất là chờ đợi để sắp tới sẽ đăng ký mua ở các cái căn nhà xã hội tiếp theo. Xây dựng nhà ở xã hội được xem là giải pháp thiết thực giữ chân công nhân lao động, đồng thời đây là bước đệm quan trọng khi việc quy hoạch thành phố đang ngày càng hoàn thiện. Các khu công nghiệp liên tục được mở rộng, chuẩn bị đón lực lượng lao động tại đây ngày càng tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của địa phương.